Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị. Đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 29 tháng 8, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cháu gái lớp 8 dùng búa tác động vào đầu ông nội gây tử vong. Theo đó, vào hồi 18 giờ ngày 28 tháng 8, người dân phát hiện ông Lý Tài A, sinh năm 1966 thường trú tại xóm Khuân Nang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tử vong tại phía sau nhà cháu nội là Lý Thị Thờ, sinh năm 2011, xóm Thành Tiến, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Công an xã đã truy xét, đấu tranh, thì Lý Thị Thờ khai. Vào khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 8, ông A đến nhà thờ và yêu cầu thờ và em gái là Lý Quỳnh N, sinh năm 2015, đấm lưng cho. Thờ bực tức nên đã dùng búa và gậy tác động vào vùng đầu khiến ông A thiệt mạng. Sau đó, thờ kéo ông A ra sau nhà và cuốn chăn, phủ cỏ, che giấu rồi bỏ nhà đi đến chiều tối 28 tháng 8 mới về. Hiện công an xã Tràng Xá đã tạm giữ được thờ để điều tra và xử lý theo quy định. Tối 28 tháng 8, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang xác minh vụ người dân phát hiện một thi thể bên trong ô tô cháy trơ khung. Theo Công an, trong lúc ông Vi Hoàng Thái Sang, 28 tuổi, chú huyện Khánh Vĩnh đang di chuyển trên tuyến đèo Khánh Lê để săn mây, thì ông Sang phát hiện tại khu vực km 45 100 quốc lộ 27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, có một xe ô tô bị cháy trơ khung nên trình báo công an. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe ô tô có một thi thể bị cháy đen, các phần tử hữu cơ của thi thể đã thành than, nghi vấn nạn nhân là nam giới. Để có cơ sở điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đề nghị những người đã trực tiếp chứng kiến hoặc biết thông tin về vụ việc nêu trên, cung cấp những thông tin liên quan cần thiết cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh. Đèo Khánh Lê là tuyến giao thông huyết mạch nối hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đỉnh đèo có độ cao đến 1.700m so với mực nước biển, nhiều khúc cua uốn lượn rất nguy hiểm. Hàng năm, tuyến đường này thường ghi nhận các vụ tai nạn như mất phanh, hỏa hoạn. Chiều 28 tháng 8, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51, thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến một người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe tải chạy trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa, tài xế cho xe rẽ trái vào khu vực cây xăng, xảy ra va chạm với người đàn ông đi xe máy cùng chiều cú va chạm trên khiến chiếc xe máy và người điều khiển nằm dưới gầm xe tải sau đó tài xế xe tải dừng lại tầm vài giây rồi tiếp tục cán nạn nhân để chạy xe vào phía trong khu vực cây xăng rồi mới dừng lại diễn biến của vụ việc được camera hành trình của xe chạy phía sau ghi lại bằng video rồi đăng tải lên mạng xã hội xem đoạn video nhiều người phẫn nộ bất bình với hành động của tài xế xe tải Liên quan đến việc du khách phản ánh trên mạng xã hội Facebook rằng người đi massage ở Huế phải điền số căn cước công dân, đại diện công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định không có quy định nào cho thấy các cơ sở massage phải yêu cầu người dân du khách điền số căn cước công dân khi trải nghiệm dịch vụ. Cơ quan công an đang liên hệ với người đăng thông tin trên để xác định cơ sở massage nào yêu cầu khách hàng cung cấp số căn cước công dân và có những bước xử lý tiếp theo. Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế cho hay, trang Facebook đăng tải thông tin trên thuộc về một du khách ở Hà Nội, sở đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh thông tin và xử lý theo đúng quy định. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Hội, thành phố Huế, hiện tại các cơ sở massage trên địa bàn do phường quản lý, phường không có chủ trương đưa ra quy định như thông tin trên mạng xã hội, chỉ có các địa điểm hoạt động lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn mới yêu cầu xuất trình căn cước công dân. Massage chỉ là một dịch vụ bình thường khách trải nghiệm dịch vụ xong không cần điền số căn cước công dân. Đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết các cơ sở massage không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của sở mà thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương nên sở này không nắm rõ thông tin. Những thông tin sai sự thật có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế, nhất là khi đợt cao điểm đón khách dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần. Đại diện Sở Du lịch khuyến cáo người dân và du khách cần chọn lọc thông tin khi trải nghiệm du lịch Huế. Trước đó trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên là NHA đăng tải dòng trạng thái có đoạn Đau người đi massage ở Huế, thấy bắt điền số căn cước công dân, hỏi thì nhân viên bảo công an yêu cầu hàng tháng sẽ kiểm tra. Người này không chỉ đăng trên trang Facebook cá nhân mà còn chia sẻ nội dung kể trên lên một số hội nhóm Facebook. Tuy nhiên người này chỉ nói chung chung là đi massage ở Huế chứ không nói rõ tên và địa chỉ cụ thể của quán kể cả trong phần bình luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 27 tháng 8 đã công bố số liệu thống kê về tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2024 cùng số lượng thí sinh xác nhận nhập học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2024 trên hệ thống là 673.586 em, tăng 58.116 thí sinh so với năm 2023. Tuy nhiên, số thí sinh xác nhận nhập học là 551.479 chiếm 81,87% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1. Như vậy có đến 122.107 thí sinh từ chối không nhập học đại học dù đã trúng tuyển đại học, chiếm tỷ lệ 18,13%. Tiến sĩ Trịnh Thanh Huyền, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính đánh giá việc nhiều thí sinh dù đã trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học không phải là hiện tượng lạ. Lý giải nguyên nhân hơn 122.000 thí sinh từ chối nhập học, bà Huyền cho rằng có thể một số bạn đang chờ suất học bổng để đi du học nước ngoài. Thời điểm các em đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, chưa nhận được giấy báo trúng tuyển nên vẫn xét tuyển. Bên cạnh đó, hiện nay một số trường quốc tế tuyển sinh độc lập nên thí sinh khi đỗ trường công lập lại thay đổi định hướng sang môi trường quốc tế. Trường hợp tiếp theo theo bảo huyền đưa ra là một số em kết quả trúng tuyển vào các trường chưa đúng với nguyện vọng mong muốn. Tiến sĩ Trịnh Thanh Huyền phân tích, nhiều em khi đăng ký xét tuyển kỳ vọng trúng nguyện vọng 1 hai nhưng chưa đủ điểm. Khi hệ thống xét các nguyện vọng tiếp theo, dù chúng tuyển nhưng các em không mong muốn theo học, tìm cơ hội xét tuyển bổ sung đợt 2 hay cũng có em quyết định ôn thi lại. Theo quy định, 17 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024 là thời hạn cuối cùng để thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua thông tin phản ánh của các cơ sở đào tạo và thí sinh, hiện có một số thí sinh khi nhập học trực tiếp tại trường mới phát hiện ra sơ suất, chưa thực hiện việc xác nhận nhập học trên hệ thống. Do đó, để tạo điều kiện cho thí sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo tiếp tục mở hệ thống để thí sinh hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học đến trước 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2024. Đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia với tính chất phức tạp vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ sau gần một tháng xác lập triển khai và đấu tranh với đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia qua địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh. Chuyên án truy xét mang bí số TN724P do lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm. Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an tỉnh Tây Ninh đã khép lại khi bắt giữ được hai kẻ mua bán người xuyên quốc gia và giải cứu thành công nữ nạn nhân đưa về nước an toàn. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện những chiêu trò lừa đảo, việc nhẹ lương cao của các đối tượng cũng như cách thức hoạt động. Qua đó, triệt phá chuyên án và chặn đứt được một đường dây phức tạp buôn người sang Campuchia. Theo hồ sơ chuyên án, qua công tác nắm tình hình và giả soát xác minh sàng lọc người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Campuchia do nước này trao trả về nước tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện hai trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Hai nạn nhân là GMD, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và VVT, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Qua động viên và khai thác thông tin từ D và T, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện trong số các công dân mà lực lượng chức năng Campuchia trao trả lần này có Phạm Thị Kim Anh, 21 tuổi, chú phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán người xuyên biên giới. Từ những thông tin ban đầu thu thập được, kết hợp với những thông tin mà lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm nắm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã thành lập chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia. Qua đấu tranh, Phạm Thị Kim Anh khai nhận cùng nhiều người Việt Nam làm việc ở casino tại Campuchia, tạo các tài khoản mạng xã hội để tuyển dụng người Việt Nam sang Ba Vét, tỉnh Svay Rieng, Campuchia để làm việc. Mức lương dao động từ 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ một tháng. Sau khi những người này tới Campuchia và dính bẫy việc nhẹ lương cao, Kim Anh đã cùng đồng bọn bán các nạn nhân cho nhiều công ty cờ bạc, lừa đảo với giá từ 100 đô la Mỹ đến 500 đô la Mỹ một người. Thời gian sau đó, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, tra tấn, dùng nhục hình, trích điện. Nếu ai không chịu nổi thì điện về gia đình mang tiền qua để chuộc mạng. Điều tra mở rộng, ban chuyên án nắm được thông tin hiện còn một vài đối tượng cùng nạn nhân vẫn còn ở Campuchia. Do đó, ban chuyên án đã đề nghị lực lượng chức năng tại Campuchia hỗ trợ, truy xét để tìm ra nơi ở của các đối tượng và giải cứu người Việt. Sau quá trình điều tra phá án, các đối tượng đã bị bắt. Chuyên án trên khép lại và đánh dấu một cột mốc quan trọng chặt đứt đường dây buôn người qua biên giới của tỉnh tây ninh thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục điều tra các vụ án mua bán người và tìm cách giải cứu người việt nam bị lừa bán sang campuchia cưỡng bức lao động